Em xin chào các bác nhé. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em có một con hút bụi Panasonic. Đây là khu thực đang dòng cao cấp của Bana rồi. Để các bác nhìn nhé, trên này nó có cả Ecolavi, tiết kiệm điện các bác nhé. Đấy, Panasonic này, máy nó còn khá là đẹp các bác nhé. Nó vận chuyển về thì cũng có mấy vết chảy nhẹ. Đây nó không tránh được, nhưng mà cái phần nhựa đen này các bác nhìn thấy chưa? Đang còn cực kỳ đẹp nhé. Này, bác người nhìn thấy vòi hút nhá, dây này thì không biết xài đến bao giờ, bóng nhoáng luôn. Đấy. Em chưa có nâu luôn nhá, nếu mà em nâu nữa thì nó là mới hơn nữa. Đấy. Đây là chổi vệ sinh, dòng này rất ít khi gặp các bác nhá, tại vì là mấy cái dòng cao cấp thì gần như là rất ít, hạn chế lắm, hạn chế nó có hàng về bác nhá. Đây này, bên trong có nhìn thấy không, phần lưới của nó đang còn mới tinh, ốc của nó này. Ốc của nó còn như mới này. Đây là hộp bụi của nó này. Các bạn hút bụi thì là hút bụi bác nhá. Bác hút rác to vào đó thì nó tắc thì bác lại phải thông ra đó. Đây, đây này, sau là một sau nó có một đằng trước là nó có một bộ phận nói chung lọc bụi rồi. Ra phía sau để khi mà thải ra lại môi trường ấy thì là có một bộ một tấm lọc nữa nhá. Đấy, chứ còn những cái hàng ở đây là gần như là nó hạn chế, không có được như vậy đâu. Đây này, trong này có bộ phận này, bụi vào đây và sẽ mắc lắng đọng bụi ở trong này nhá, không thể nào mà nó xuyên qua bên kia được. Đấy. Khi bác vệ sinh tháo ra, đây nó có cái chổi này. Đấy, quét bụi này. Quét những bụi ở những khe ấy. Còn cái này của nó là mình sử dụng là mình là máy nó tự làm ấy. Nó tự làm cho bụi nó rớt xuống, nhưng mà trong quá trình thì nó quá nhiều ấy, thì nó vẫn không thể nào hết được. Đấy, thì mình sẽ tháo cái này ra. Mình tháo cái tấm này ra bác nhé. Thì em sẽ hướng dẫn các bác qua Zalo, chẳng hạn như bác muốn đây này, đây nút nhấn nó đây, nút nó đè nút nhấn lại, mình nhấn vào đây nhé là nó sẽ bật ra này, đó thấy không, đơn giản thôi. Đấy. Đây là phần này, khe nó sẽ bám bụi vào đây này. Đấy. Đây là cần của nó nhé, cần của nó rất là lớn, to, còn rất là mới nhé, chổi của nó đặc biệt cũng còn rất là đẹp. Các bác nhìn phía dưới của nó đây, con này là chổi kép nhá, rất hiếm khi có con chổi kép, chổi kép thì nó sẽ sạch hơn, còn lớn hơn này, thấy không? Đấy, nó chạy nó sẽ đan vào nhau, này. Không phải là cách xa ra nhau đâu nhé. Đấy, bác nhìn thấy ốc, biết nó rất mới, thì con máy này nó chứng tỏ là rất mới, sản xuất vào năm 2013. Đây là thông số của nó này, sử dụng nguồn điện 100V bác nhé, trọng lượng của nó 5,9 kg và công suất tiêu thụ điện của nó là 1000W, còn cái mức mà hoạt động công việc của nó thì chỉ là 520W thôi. Đấy. Còn nếu mà chơi hết công suất thì nó mới lên 1000. Đấy, bác thấy hút bụi của Nhật nó chỉ có 1000 quay đầu thôi, cái này cao lắm là 1200. Ốc này mới tinh thì bác nhỉ, trắng xóa, con này rất là hiếm khi gặp nhá. Đây. Tay nó điều khiển bằng remote, nó điều khiển xuống dưới thân máy này bác nhá. Thì bây giờ em bấm máy là máy nó chạy này. Thì đây các bác tắt chổi ở đây nhá. Tắt chổi này. Đó, chổi nó không quay nữa. Đó, bây giờ chổi nó quay. Giờ bác bỏ xuống máy mới chổi nó quay nhá. Có thấy không? Tốc độ nó quay rất là mạnh nhá. Nhưng mà trong nhà thì dùng như thế này là vô tư bác ạ. Nhưng mà cái này khi bác nhấc chổi lên là máy tắt nhá. Mà thấy chưa? Khi mà mình nhấc chổi lên là máy nó sẽ giảm tốc độ, chứ không phải nó tắt ngay luôn ngay lập tức nhá.
khi mình thả cái chổi xuống này máy lại chạy tiếp đó. Tay em không có điều khiển nó nhá, đây là tự động, cái chức năng tự động của nó. Mà khi trước khi nó tắt máy ấy, thì nó phải tắt từ từ, giảm tốc độ xuống bắt đầu mới tắt, chứ tắt ngay lập tức nhá. Đó. Thì cái vụ này em đang bán bác giá 2,5 triệu thôi nhá, giá rất hợp lý. Còn nếu mà máy mới này bên bên nó thì giá chắc phải gấp 3-4 lần, chứ không phải có giá như vậy đâu. Còn ở bình thường bây bác mua ở Việt Nam đây, những cái máy hút bụi bình thường cũng là hơn 2 triệu một cái rồi, thậm chí là 3 triệu, nhưng mà nó chưa có cái tay khiển này đâu. Đấy, mà đấy là nói đến tay khiển thôi nhá, chưa nói đến những cái chức năng này chức năng kia nhá. Đấy, còn chức năng mà tự động như thế này thì nó lại là ở một tầm khác nữa. Đó, xin chào các bác nhé, thì bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé. Có một con duy nhất hàng đang còn đẹp như thế này, mà chức năng nó được như thế này thôi, còn bình thường nó chả có máy hút bụi mà có chức năng này đâu, ít lắm. Bình thường máy hút bụi nó cùng nắm là tay khiển là hết cỡ rồi. Đấy. Giá không bao gồm vận chuyển bác nhé, bác nào nhu cầu mua thì alo cho em, có một con thôi. Đấy, hình thức rất là đẹp.